Thưa quý vị, dịch bệnh cao dài hơn 2 năm qua ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của con trẻ. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại hơn đó chính là dưới sự tác động của đại dịch và những hệ lụy xã hội. Sức khỏe, tâm lý của học sinh cũng có những thay đổi mà nếu không nắm bắt kịp thời các em sẽ dễ rơi vào stress thậm chí là trầm cảm. Cho đến nay khi hầu hết học sinh đều đã quay trở lại trường học thì nhiều em vẫn phải học online vì là F0, F1. Nhiều trường hợp các lớp thường xuyên phải thay đổi hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại tùy theo diễn biến dịch bệnh. Cứ như thế, sự xáo trộn trong việc học tập cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh khiến tâm lý của nhiều học sinh bị ảnh hưởng. Em mong các các ngành quan tâm nhiều hơn về những vấn đề của trẻ em, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tinh thần của trẻ em trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài, làm thay đổi mọi hoạt động bình thường của trẻ em và tạo ra một vật cản giữa các bạn và xã hội, những điều đó có thể khiến các bạn căng thẳng và chán nản, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Theo kết quả nghiên cứu mới đây, tỷ lệ học sinh có biểu hiện stress lo âu trầm cảm trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 rất đáng lo ngại. Trong đó 65% có biểu hiện stress. Điều này cho thấy vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên trong bối cảnh thích ứng linh hoạt như hiện nay là rất đáng quan tâm. Em mong rằng là các bạn có thể có một tinh thần thật tốt, lạc quan, có một sức khỏe khỏe mạnh và học tập thật tốt để chúng ta có thể vượt qua được thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Và em mong muốn rằng tất cả các trẻ em sẽ được sống trong sự yêu thương bao bọc của toàn bộ xã hội. Nếu không có sự quan tâm đúng mức kịp thời của gia đình, nhà trường, sẽ còn nhiều vụ việc thương tâm xảy đến với các em khi sự lo âu, trầm cảm tự ti, cảm giác cô độc không được thấu hiểu kéo dài liên tục. Cùng với những áp lực xáo trộn của đời sống xã hội trước tác động của dịch bệnh, trẻ em cần có sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, động viên từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được trang bị thêm các kỹ năng sống để gia tăng sức đề kháng, góp phần lành mạnh hóa sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình.